Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1261-1261 Tần Trần trong công kích mang theo một tia không gian chi ý, tên này trung kỳ đỉnh phong võ đế, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng không có lưu lại, ở nơi này lôi đình chi trong biển trực tiếp liền bị nát bấy trở thành hư vô, một tên khác xông tới cự phách võ đế lập tức dừng bước chân lại, một mặt trung động nhìn xem Tần Trần, Tần Trần một quyền liền đánh giết bọn hắn tông môn còn sót lại còn lại cao thủ của hắn, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô tận kinh sợ, hắn không nghĩ tới tầng trần vậy mà đáng sợ như thế, một quyền liền đánh giết thủ hạ của hắn, mặc dù hắn thân là cự phách võ đế, so với hắn thủ hạ mạnh không chỉ gấp mấy lần, nhưng muốn một quyền đánh giết một cái trung kỳ đỉnh phong võ đế, đồng dạng vô cùng khó khăn, tiểu tử thúi, người dám giết ta huyết vẫn cử người. Thật to gan. Lão giả này trong tay trong nháy mắt tựu ra hiện một thanh huyết sắc chiến đao, cái này chiến đao vừa xuất hiện, trong hư không lập tức phát ra ô ô kêu to, chỉ thấy từng đạo huyết quang di tán mà ra, giống như là quỷ khóc thần hào đồng dạng, để cho người ta não hải từng trận choáng váng, cái này hiển nhiên là một gã tà binh, hơn nữa uy lực cực kỳ đáng sợ, từng đạo đáng sợ oa oa tiếng vang lên. Làm cho người như rơi xuống vực sâu, huyết vẫn môn. Người này chẳng lẽ là huyết đao lão tổ? Phía trước còn đối với tầng Trần động tâm tư bốn tên võ đế nghe được câu này, lập tức hít sâu một hơi từng cái câm như hến, không dám nói nửa chữ đi ra, huyết vẫn môn mặc dù không là cái gì cao cấp nhất thế lực, nhưng ở vũ vực bên trong cũng có uy danh hiển hách, đặc biệt là họ môn chủ huyết đao lão tổ. Một tay huyết vẫn đao pháp uy lực vô tận, để cho người ta lù lù biến sắc, tuyệt đối là một kẻ hung ác, bốn người bọn họ mặc dù thân phận không thấp, cũng là võ đế cao thủ, nhưng đối mặt huyết đao lão tổ bực này ngoan nhân, vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi mà liên tưởng đến tầng trần phía trước vậy mà một quyền liền đánh giết huyết vẫn cửa một cái cao thủ sau đó bốn người này càng sợ hãi hơn run sợ đồng thời trong lòng bọn họ cũng tại may mắn cũng may bọn hắn phía trước không có đối với tầng trần động thủ thái độ coi như cung kính không có làm loạn không phải vậy lấy tầng trần phía trước triển lộ ra thực lực một khi bọn hắn động thủ chỉ sợ bọn họ mấy cái đã sớm cùng phía trước cái kia huyết vẫn cửa cao thủ một dạng biến thành hư vô mặc dù trong lòng có chút may mắn, nhưng bốn người bây giờ nội tâm đồng dạng mang theo khẩn trương, huyết đao lão tổ cũng là vũ vực tiến tâm lừng lẫy cao thủ, nếu là lát nữa đánh chết Tần Trần, có thể hay không đối bọn hắn cũng xuống sát thủ. Thậm chí cho là bọn họ cùng cái kia cầm trường thương màu đen thanh niên là cùng một bọn. Mấy người trong lòng cũng là lo lắng bất an. Bất ổn, lăng, tần trần liếc mắt nhìn cái kia cái gọi là huyết đao lão tổ, lạnh lùng rầy một tiếng, hắn lười nhát giết người, hơn nữa đối kháng dị ma tộc cũng cần số lớn võ đế nhóm xem như lực lượng trung kiên, nhưng nếu như võ giả này không thức thời, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, máu kia đau lão tổ nghe được Tần Trần quát lạnh, ánh mắt lập tức phát lạnh. Một chút xíu huyết sắc hàng ý từ hắn đáy mắt hiện ra, Tần Trần cũng dám gọi hắn lăng, nhưng hắn ngược lại không có một cái bắt đầu nổi giận, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Trần, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thật sự là Tần Trần quá có ý lại không sợ gì, bên cạnh bốn người đã nói ra thân phận của mình, lấy hắn trên đại lục bi danh, người bình thường nghe được. Đều phải cân nhắc một chút, nhưng bây giờ Tần Trần trên mặt lại một điểm sợ hãi biểu lộ cũng không có, huyết đao lão tổ cũng không biết đối phương đến tột cùng là giả vờ giả việc hay là thật không sợ chút nào hắn, nếu như chỉ là giả vờ giả việc còn dễ nói, nếu là thật hoàn toàn không sợ hắn, vậy hắn sẽ phải thật tốt cân nhắc một chút hậu quả ngay tại huyết đao lão tổ do dự thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Lại là hai vệt độn quang lướt đến, cấp tốc đến gần ở đây, ầm ầm, hai người này khí tức đều cực kỳ đáng sợ, một người trong đó tu vi càng là mạnh đáng sợ, vừa rơi xuống tới, chung quanh lôi đình chi hải cũng hơi ba động, rõ ràng người này khí tức mạnh, liền lôi đình này chi hải lôi hải đều phải chịu đến một tia ảnh hưởng, huyết đao lão tổ trông thấy độn quang bên trong rơi xuống cường giả biểu lộ lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ, vội vàng bi thương nói, dây leo đáy vực thái thượng trưởng lão, ta và ỷ lại thực phó tông chủ phía trước ở đây tìm kiếm không gian phong ấn thời điểm, tìm được một thanh tốt đế binh, còn chưa kịp thu lại, liền bị tiểu tử này đoạt đi, kẻ này đoạt bọn ta đế binh không nói, thậm chí còn giết chết ỷ lại thực phó tông chủ. Huyết đao lão tổ một mặt cung kính nói, ánh mắt nhìn chầm chầm tầng trần tràn đầy âm tàn, dây leo đáy vực thái thượng trưởng lão, nghe được cái tên này cái kia bốn tên võ đế lập tức câm như hến từng cái sắc mặt trắng bệch trời ạ à, bọn hắn vậy mà thoáng cái gặp nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ đây coi là chuyện gì a à? ở trên thiên võ đại lục có thể bị xưng là đằng gia chỉ có một đó chính là mực châu đằng gia mực châu đằng gia là đại lục cao cấp nhất gia tộc cổ xưa một trong đằng gia cùng trường hà tiêu gia ẩn thế gia tộc cừu gia mặt gia nhóm thế lực cũng là lớn lục cao cấp nhất một trong những thế lực nhóm thế lực này gãy gãy ngón tay, liền có thể đem bọn hắn diệt sát, không cần tốn nhiều sức, mà chủng gia tộc Thái thượng trưởng lão. Cũng căn bản không phải bọn hắn những thứ này phổ thông võ đế có thể nhìn thấy, có ai nghĩ được lập tức tất cả đều gặp được đằng gia Thái thượng trưởng lão, đây tuyệt đối là so huyết vẫn môn huyết đao lão tổ nhân vật còn đáng sợ hơn, huyết vẫn môn cùng Mực Châu khoảng cách cũng không xa, mà xem như vũ vực đỉnh cấp thế lực, huyết vẫn môn tự nhiên cùng đằng gia có một chút liên quan xưa nay cũng có một chút sinh ý qua lại cùng giao dịch, cũng coi như là có thể nói tới lời nói, bây giờ nhìn thấy đằng gia thái thượng trưởng lão tới, máu này đau lão tổ lập tức đổi trắng thay đen đứng lên, hắn mặc dù kiên kỵ tần trần thân phận cùng thực lực, nhưng đằng gia ở trên thiên võ đại lục thế lực quá lớn, bởi vậy hắn chắc chắn mặc kệ đối phương có lai lịch ra sao. Chỉ cần dây leo cốc đại nhân nguyện ý vì hắn ra mặt, như vậy trước mắt người thanh niên này chắc chắn trốn không thoát nên nói như thế nào còn không phải từ hắn, đến nổi bên trên cái kia bốn cái sâu kiến, càng là không có khả năng có bất kỳ nói nhảm, Tần Trần nghe xong lời này, trong lòng thầm than một tiếng, thực sự là tự gây nghiệp thì không thể sống, đổi lại trước kia hắn. Chắc chắn không nói hai lời đem máu này đau lão tổ cũng giết, nhưng Tần Trần mới vừa từ viễn cổ ma địa bên trong đi ra, phía trước giết chết nhiều như vậy ma khôi, lại nghĩ tới tương lai thiên vũ đại lục đủ loại kiếp nạn, mới đột phát rồi một lần thiện tâm, Lừa nhắc giết chết máu này đau lão tổ, có ai nghĩ được, chính mình vốn là dự định tha cái thằng này một cái mạng. Thế nhưng là máu này đau lão tổ vậy mà ở ngay trước mặt hắn đổi trắng thay đen, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì, dạng này người thật muốn lưu lại, chỉ sợ cũng phải trở thành dị ma tộc chó săn, còn không bằng giết tính toán, tới hai người này cũng là đỉnh phong võ đế tu vi, xem ra là đằng gia cao tầng, đối với đằng gia, Tần Trần ban đầu ở cổ lo lắng với thời điểm cũng cùng đối phương có qua một chút xung đột. Bất quá Tần Trần cũng không để ở trong lòng, chỉ cần đằng gia không chọc hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì ban đầu một chút chuyện nhỏ đem đằng gia tiêu diệt, đến nỗi máu này đau lão tổ, là chắc chắn phải chết, hắn muốn giết đối phương, đừng nói chỉ là đằng gia một cái thái thượng trưởng lão, coi như lại đến mấy cái đằng gia cũng không có, vị bằng hữu này, lão phu dây leo đáy vực. Đằng gia thái thượng trưởng lão, không biết ngươi vì sao muốn cướp đoạt huyết đao lão tổ đồ vật. Còn muốn giết huyết vẫn cửa võ giả. Máu này vẫn môn cũng coi như là cùng ta đằng gia có một chút liên quan, các hạ làm đăng vậy. Tốt nghe được huyết đao lão tổ hướng chính mình cầu viện, hắn còn có chút nghi hoặc, dù sao huyết đao lão tổ tu vi hắn biết rõ, bởi vậy vừa lên tới hay dùng cảm giác quét xuống tầng trần, thế mà không có quét ra tới tầng trần tu vi, trong lòng của hắn lập tức cả kinh, cũng không có vừa lên tới liền đối với tầng trần động thủ, mà là cao mày dò hỏi, Tần Trần lai lịch. Liền hắn cũng đều có chút thấy không rõ, lần này lôi đình chi trong biển phát hiện thánh tinh sự tình, đưa tới đại lục vô số đỉnh tim thế lực chú ý, hắn mặc dù đến từ đằng gia, nhưng luôn luôn rất cẩn thận, tại không có biết rõ ràng Tần Trần lai lịch phía trước, tự nhiên không muốn làm huyết đao lão tổ trong tay chui đao kia. Cùng đằng cốc cùng nhau tên kia đỉnh phong vũ đế lại nghi ngờ liếc mắt nhìn đằng cốc. Lại nghi hoặc liếc mắt nhìn tần trần, Hắn rất là không hiểu, dựa theo đằng gia thái thượng trưởng lão đằng cốc tính khí, có người dám giết cùng đằng gia giao hảo thế lực người, hắn đã sớm động thủ, nơi nào sẽ dùng loại này giảng đạo lý ngữ khí cùng người khác nói chuyện, Tần Trần cười lạnh nói, ta đâu chỉ giết máu này vẫn môn mới vừa đệ tử, chính là ngươi bên người cái này huyết đao lão tổ ta cũng muốn giết. Tần Trần còn chưa dứt lời phía dưới, nắm đấm, đấm của hắn lần nữa đánh ra kinh khủng quyền ý trong nháy mắt đem lôi hải oanh mở một đạo quanh co sóng lớn, điên cuồng tuôn hướng huyết đao lão tổ, oanh. Vô tận lôi hải sôi trào, quyền này ý thông thiên, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn của mình giống như là lâm vào vực sâu vô tận bên trong, bị một cổ không cách nào hình dung sức mạnh bao khỏa trong đó. Máu kia đao lão tổ trở thành tại cổ lực lượng này trung tâm, tiểu tử ngươi. Huyết đao lão tổ như thế nào cũng không ngờ tới tầng trần tại đằng cốc trước mặt cũng dám động thủ, trong tay huyết đao trong nháy mắt dâng lên, ầm ầm, kinh khủng huyết khí uống lượng mà ra, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm ngăn cản tại tầng trần quyền uy phía trước. Mà cái kia đứng tại đằng cốc bên người đỉnh phong vũ đế cũng đột nhiên biến sắc, ánh mắt của hắn phát lạnh, trực tiếp một chưởng đánh đi ra, muốn thay huyết đao lão tổ ngăn cản kinh khủng này quyền uy, nhưng hắn oanh ra ngoài sau đó, lại biến sắc, bởi vì hắn phát hiện mình công kích vậy mà rơi vào khoảng không, cái gì? Tần Trần quyền uy lúc đầu còn tại nơi xa, nhưng lại tốc độ cực nhanh. Nháy mắt cũng cố, giống như là hoành quán vô tận khoảng cách đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu phiến khu vực này, đã tới huyết đao lão tổ trước mặt, lúc này mới lệnh cái này đỉnh phong vũ đế ra tay rơi xuống cái khoảng không, cái này đỉnh phong vũ đế trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ, hải nhiên vô cùng, đây là cái gì chiêu thức, thật là đáng sợ không gian quy tắc, thậm chí ngay cả cảm giác của hắn đều cho mơ hồ dẫn đến hắn vậy mà không thể trước tiên ra tay chặn lại, mà đằng cốc rõ ràng cũng không ngờ tới tần trần vậy mà lại ở trước mặt mình đối với huyết đao lão tổ động thủ, nhưng hắn phản ứng kỳ thực so bên người cái kia đỉnh phong vũ đế nhanh hơn, tại tần trần xuất thủ trong nháy mắt liền đã cảm nhận được, bất quá hắn cố ý không nhúc nhích, mà là muốn thông qua tần trần ra tay tới nhìn trộm ra tần trần thân phận. Tự nhiên cũng cảm nhận được tầng trần trong công kích ẩn chứa đáng sợ không gian quy tắc cũng không khỏi giật nảy cả mình, không tốt. Trong lòng hắn nhảy một cái, vốn còn muốn lợi dụng huyết đao lão tổ kiểm tra một chút tầng trần thực lực, nhưng hắn bây giờ lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, dạng này một quyền huyết đao lão tổ tất nhiên sẽ không chịu nổi, rất có thể sẽ thụ thương. Nghĩ tới đây hắn vội vàng liền muốn ra tay chặn lại, nhưng lại đã chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, phát hiện mình thậm chí ngay cả cứu giúp cơ hội cũng không có, quanh, đáng sợ quyền uy tốc độ quá nhanh, huyết đao lão tổ trước người huyết hải còn chưa kịp dâng lên, tầng trần quyền uy liền đã đến rồi, liền như là một ngọn núi lớn nhập vào một cái con suối nhỏ bên trong. Phù một tiếng, huyết đao lão tổ bổ ra tới huyết hải trong nháy mắt bạo toái, một cổ kinh khủng quyền ý xuyên thấu qua huyết hải trong nháy mắt đánh vào huyết đao lão tổ trên thân, đằng cốc đại nhân, cứu. Huyết đao lão tổ tại phát hiện mình biển máu công kích bị tầng trần đánh vỡ trong nháy mắt liền hoảng hốt kêu lên, trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, vốn là cho là tần trần cũng giống như mình cũng là cự phách võ đế nhiều lắm thì mạnh hơn chính mình một chút nhưng hắn bây giờ đã triệt để tỉnh táo lại tần trần chỗ nào là cái gì cự phách võ đế tuyệt đối là một cái đỉnh phong vũ đế mà là một cái thực lực căn bản vốn không yếu đỉnh phong vũ đế hắn vội vàng gào thét trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi hắn nghĩ không ra tần trần một thanh niên cũng dám tại đằng gia thái thượng trưởng lão trước mặt còn lớn lối như thế coi như hắn là đỉnh phong vũ đế, chẳng lẽ hắn không sợ đằng gia trả thù sao, nếu như hắn sớm biết Tần Trần dám lớn lối như vậy, còn có thực lực thế này, hắn tuyệt đối sẽ không ở không đi gây sự, nhưng là bây giờ đã chậm, các hạ. Đằng cốc biết mình không ngăn trở kịp nữa, vội vàng quát lạnh mở miệng, nhưng chỉ nói ra hai chữ, phù một tiếng, huyết đao lão tổ đã bị Tần Trần một quyền đánh thành sương máu. Cái kia một thanh huyết sắc chiến đao tại lôi đình chi trong biển chìm nổi lấy, vô số sương máu tràn ngập, sau đó bị lôi đình chi hải rất nhiều lôi quan phai mờ thành hư vô, không còn sót lại bất cứ thứ gì, Tần trần khoát tay, máu kia đao trong nháy mắt đã rơi vào tầng trần trong tay, Tần trần nhìn lướt qua, hài lòng gật đầu một cái, máu này đau mặc dù oán khí nặng một chút, nhưng là kiện không kém đế binh, không biết đại bi lão nhân cùng hắc nô ai hơn ưa thích một điểm, đến nỗi huyết đao lão tổ trữ vật giới chỉ, Tần trần nhìn cũng chưa từng nhìn, tính cả huyết sắc chiến đao tiện tay liền ném vào càng không tạo hóa ngọc điệp bên trong, mà lúc này đằng cốc mới phản ứng được, hắn kinh sợ nhìn xem tần trần, lạnh giọng nói, các hạ, tại trước mặt bản tọa còn dám như thế động thủ. Giết chết huyết vẫn cửa môn chủ, tàn sát ta vũ vực cường giả, có gan liền xưng tên ra. Đằng cốc cho dù lại kiên kỵ tần trần, bây giờ cũng không nhịn được bạo phát, kinh khủng sát cơ từ trên người hắn lập tức hiện lên, ầm ầm, đáng sợ sát khí mang bọc lấy cường hãn chân nguyên, đem từng Trần trong nháy mắt súng lại đứng lên, bạch bạch bạch, chung quanh bốn tên võ giả tại này cổ sức mạnh phía dưới. Nhao nhao biến sắc, từng cái vội vàng lui lại, tất cả đều chịu không được đằng cốc sát khí, từng cái thổ huyết ngẩng đầu, ánh mắt hải nhiên, đây chính là đại lục cao cấp nhất cường giả sao, vẻn vẹn, vẹn tản mắt đi ra ngoài khí tức, liền có thể làm bọn hắn cái này võ đế những cao thủ thổ huyết, đây quả thực thật, thật là đáng sợ, dây leo huynh, nhưng hắn nói nhảm cái gì? Mặc kệ hắn người nào, lớn lối như thế chém giết huyết vẫn môn môn chủ, quá không đem chúng ta để ở trong mắt, người có thể nhẫn, bản đế có thể nhịn không được, đằng cốc còn ở chỗ này chất vấn, bên người hắn cái kia một cái đỉnh phong vũ đế cũng đã hoàn toàn nhịn không được, lúc trước không có thể cứu huyết đao lão tổ, hắn mặt mũi không quan hệ, đã sớm đối với tầng trần tràn đầy hận ý. Bây giờ gầm thét sau đó, khoát tay, một đạo màu xanh cái bóng liền bay ra, lao thẳng về phía tầng trần, hô hô hô, cái này lại là một thanh màu xanh cổ kiếm, thanh sắc cổ kiếm mang theo kiếm khí đảo mắt liền đem Tần trần không gian chung quanh phong kín, rất rõ ràng, hắn là sợ tầng trần trốn, hơn nữa một cổ đáng sợ không gian lĩnh vực đánh tới, đem tầng trần song trọng vây khốn. Cảm nhận được đối phương không gian kết giới dọc theo người ra ngoài, tầng trần lắc đầu, người này thật là một cao thủ, thậm chí tử an cũng mạnh không thiếu, nhưng so với đằng cốc vẫn là một điểm chênh lệch, đại khái là tại trước đây cổ kiếm sơn trang phùng khang sao trình độ, còn đối với phùng khang sao, tần trần thậm chí không có trước khi đột phá liền có thể chém giết. bây giờ một cái như vậy so phùng khang sao không mạnh hơn bao nhiêu người, tần ừ. trần căn bản là mảnh cái này đỉnh phong võ đế ra tay, có thế người này nhưng là thần sắc ngưng trọng, tại tế ra trường kiếm màu xanh sau đó, lập tức cũng thi triển ra không gian kết giới đồng thời khoát tay liền muốn lại lần nữa tế ra một cái võng trạng chân bảo, muốn đem Tần Trần cho bắt sống, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là không phải là đồ ngốc, Tần Trần phía trước một quyền chém giết huyết đao lão tổ. Hơn nữa tại đằng cốc trước mặt cũng như vậy phách lối, vạn nhất có cái gì không phải thân phận, hắn cũng sẽ có phiền phức, cho nên cũng không suy nghĩ trực tiếp chém giết Tần Trần, mà là muốn đem Tần Trần đi trước cho trói buộc lại, nếu là Tần Trần thật có thân phận gì bối cảnh, đến lúc đó có tiếng có thối nếu như không có hừ trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng đã phán định tầng trần tử hình hơn nữa tầng trần trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy trên thân tất nhiên có thiên đại bí mật nghĩ tới đây trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái nghe đồn lôi đình này chi hải có không gian phong ấn không gian trong phong ấn có vô số cường đại thánh tinh gia hỏa này không phải là từ không gian kia trong phong ấn đi ra ngoài a ý niệm này vừa ra trong lòng của hắn lửa nóng càng là tăng vọt, đối với, nhất định là như vậy, bằng không căn bản là không có cách giảng giải vì cái gì tần trần trẻ tuổi như vậy, tu vi lại đáng sợ như thế, nếu như hắn tiến nhập không gian phong ấn, lấy được thánh tinh, cái kia hết thảy liền đều giải thích thông, nghĩ tới đây, hắn lập tức liền muốn thôi động hình lưới chân bảo. Đem tần trần cho gò bó, còn không chờ hắn thôi động chân bảo, cũng cảm giác được không được bình thường, hắn trường kiếm màu xanh cũng không có dựa theo trong tưởng tượng của hắn như vậy đi vây khốn tầng trần, vừa mới tế ra, tới gần phía trước thanh niên kia thời điểm trở nên chậm chạp đứng lên, phản phất lâm vào trong vũng bùng đồng dạng, hơn nữa hắn không gian kết giới vậy mà phát ra ken két vỡ vụn thanh âm. Một cổ so với càng đáng sợ hơn không gian lực lượng tràn ngập ra, đem hắn không gian kết giới trong nháy mắt banh nát bấy, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng không gian lực lượng, trong nháy mắt bao phủ lại hắn, thậm chí ép hắn hình lưới chân bảo đều không khởi động được, cái gì? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy không gian quy tắc? Đây là đối phương không gian kết giới. Người này trước tiên liền phản ứng lại, chỉ có mạnh mẽ hơn hắn không gian kết giới, chỉ có so với hắn tu vi thâm hậu nhiều cường giả, mới có thể oanh phá không gian của hắn quy tắc, ngược lại trói buộc chặt hắn, biết mình bị trói lại trong nháy mắt, người này sắc mặt đại biến hắn căn bản không kịp nghĩ khác, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn tránh thoát tầng trần không gian gò bó. Đồng thời tinh huyết cũng điên cuồng thiêu đốt, quanh, đỉnh đầu của hắn phía trên, hiện lên một đầu màu xanh loan điểu, đây là hắn huyết mạch chi lực, loan điểu huyết dài, bột phát ra chói mắt thanh sắc quang mang, đáng sợ huyết mạch chi lực trạo rực, muốn xông ra tầng trần không gian gò bó, người này mặc dù lỗ mãn, nhưng lại vô cùng quả quyết, ngay đầu tiên tiến hành phản kháng một bên đằng cốc bây giờ cũng không cách nào tiếp tục xem hí kịch đi xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần trần trong nháy mắt, liền đem Thư An Hà cho trói buộc lại, Thư An Hà cũng không phải hắn đằng gia võ giả, mà là cùng đằng gia giao hảo một cái khác tông môn cao thủ, hắn mặc dù muốn lợi dụng Thư An Hà nhìn trộn ra Tần trần thực lực, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn xem Thư An Hà bị Tần trần đánh giết. Liên tưởng đến phía trước huyết đao lão tổ cấp tốt bị giết, hắn thậm chí đều không thể cứu viện tràn cảnh, đằng cốc không lo được suy nghĩ nhiều, trong tay đã xuất hiện một thanh minh nguyệt song lưỡi đao, hướng về Thư An Hà trước người không gian quy tắc bỗng nhiên bổ tới, quanh, hắn minh nguyệt song lưỡi đao vừa tiến vào tầng trần không gian lĩnh vực, lập tức giống như là lâm vào trong vũng bùng. Liền hắn đều trở nên vạn phần phí sức đứng lên, nhưng đằng cốc dù sao cũng là đằng gia cao thủ, thực lực so Thư An Hà mạnh nhiều lắm chỉ thấy minh nguyệt song lưỡi đao phía trên tảng mát ra từng đạo mờ mịt màu đen lực hỗn độn, Tần trần thi triển ra không gian lĩnh vực lập tức bị đánh mở một cái khe, nhưng tại đạo này khe hở mới xuất hiện trong nháy mắt, đằng cốc liền cảm nhận được một đạo cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tần trần ở một bên trói buộc thư an hà đồng thời, vậy mà vừa hướng hắn đánh ra một quyền, ông, một quyền này trực tiếp xuyên thấu hư không, phản phất như quỷ mị xuất hiện ở đằng cốc trước mặt, cái kia mãnh liệt sát lục khí tức, nhưng đằng cốc cả người lông tơ đều dựng lên, hắn có loại cảm giác, nếu là mình không thể kịp thời đem công kích này ngăn lại. Hắn thậm chí sẽ bị một quyền oanh bạo ra, đáng chết. Bước ngoặt nguy hiểm, đằng cốc chỉ có thể đem minh nguyệt song lưỡi đao hung hăng ngăn ở trước người mình, sau đó toàn lực bổ ra ngoài, phanh. Đinh tai nhức ốc vang lên ầm ầm, đằng cốc chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, trong tay hắn minh nguyệt song lưỡi đao kịch liệt trung động, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Vậy mà nén không được, há mồm trực tiếp chính là phun một nguồn máu tươi đi ra, đằng cốc một mặt hồn phi phách tán chi sắc, hắn một cái đằng gia đỉnh cấp đỉnh phong võ đế, tại vũ vực bên trong cơ hồ là cao cấp nhất nhân vật, tại tầng trần trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều nhịn không được, cái này khiến hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, cũng may tầng trần một quyền này phía dưới. Không có lần nữa ra tay, hắn thổ huyết bên trong thân hình bay ngược, lập tức vọt ra khỏi tầng trần không gian lĩnh vực, không chút nghĩ ngợi, phi tốc lui lại phù một tiếng, một bên thư an hà tại đằng cốc xuất thủ trong nháy mắt, cũng cuối cùng tránh thoát tầng trần không gian lĩnh vực, mãnh liệt chân nguyên khoái động phía dưới, hắn cũng há mồm phun ra một nguồn máu tươi, bay ngược ra ngoài. Rơi vào đằng cốc cách đó không xa, mà tầng trần chỉ là lãnh đạm đứng tại cách đó không xa, cũng không thừa thắng truy kích đằng cốc huynh. Thư An Hà một mặt kinh hãi, khiếp sợ mắt nhìn đồng dạng hộp máu đằng cốc, không lo được lại nói cái gì, vội vàng nuốt xuống mấy cái đang dược, mà đằng cốc rõ ràng cũng không có để ý tới thời gian của hắn, cũng sắp lấy ra đang dược đồ nuốt vào. Lúc này mới ổn định thân hình, lúc này hai người đều hoảng sợ nhìn xem Tần Trần, căn bản không có nghĩ đến lấy hai người bọn họ bản sự lại ở đây thanh niên trước mặt trong chốc lát liền bị đánh bại, mặc dù có bọn hắn khinh thường duyên cớ, nhưng đối phương thực lực cũng thực không thể khinh thường, người thanh niên này tu vi đáng sợ như thế, ở trên thiên võ đại lục còn có đối thủ sao? Trong hai người tâm rung động, e rằng ngoại trừ cái kia cao cấp nhất mấy đại thế lực người cầm quyền đứng ra, như hắn đằng gia lão tổ các cao thủ đến đây, có lẽ mới có thể địch nổi người này a. À. Bất quá, bọn hắn cũng không phải từ bỏ ý đồ chủ. Cái này một cái thù nếu là không báo, hai người bọn họ sau này như thế nào trên đại lục hỗn, hai người liếc nhau, trong ánh mắt cũng là thoáng qua một tia hung mang. Mặc dù bọn hắn đối với tầng Trần thực lực khiếp sợ không gì sánh nổi thế nhưng cũng là phía trước hai người cũng không ra tay toàn lực nguyên nhân, nếu là hai người toàn lực hành động, coi như chưa hẳn có thế giết đối phương, nhưng chẳng lẽ còn sợ đối phương không thành, buồn cười nhất chính là tiểu tử kia phía trước đánh lui bọn hắn sau đó. Cũng không có tiến hành truy sát, xem ra kẻ này quả nhiên trẻ tuổi, có chút non nớt a à, nếu như tần trần vừa rồi tiếp tục đuổi giết đi lên, bọn hắn ngoại trừ thi triển cấm thuật đào tẩu bên ngoài, không có biện pháp khác, nhưng bây giờ hai người đáy lòng hiện ra tí ti địch ý tần trần khẽ thở dài một cái lúc trước hắn không có hạ sát thủ kỳ thực là lười nhắc giết chết những người này lấy trước mắt hắn tu vi mục tiêu đã tất cả đều rơi vào vệ thiên ma chủ nguyên ma chi chủ thượng quan hy nhi ma linh chờ những thứ này thấp nhất cũng là bán thánh cảnh cao thủ phía trên đối với đằng cốc những người này căn bản không nhất lên được nửa điểm hứng thú nhưng mà đối phương tất nhiên tự tìm cái chết thì nên trách không thể hắn trần huynh ha ha cuối cùng tìm được ngươi đúng lúc này một đạo vui sướng cười to âm thanh vang lên quanh xa xa lôi quang tách ra một đạo thân hình cấp tốc bay lượn mà đến mang bọc lấy vô cùng khí tức đáng sợ mang theo thoải mái chi ý chính video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký